Hồi bữa mình tới cái mấy cái tư thế ngồi rồi đúng không? Ha. Vậy thì mình review lại một chút cái từ vựng hồi bữa mình học nè. Thí dụ như là mình rút lại thì mình sẽ dùng từ gì chị? Rút lại hả? Dạ, re gì đó. Reject á. À, retract. Ha. Retract. And mình có cái từ gọi là cái vị trí bả vai trung tính đó là gì chị? Neutral. 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 Per. Shoulder. Shoulder, shoulder không hả? Bả vai, xương bả vai á. Neutral, bình thường nếu mà chị nói với khách thì chị sẽ nói là À, keep your shoulders neutral hả? neutral. À, ủa, được luôn hả? Vậy thì mình không cần phải nói là keep your shoulder place in a neutral position vậy đó hả chị? Tức là nói chung là cũng nói rút gọn nhiều lắm. Thôi vậy cũng được, gọn gàng, súc tích. So, keep your shoulder place. Vậy mình phải là shoulder place chứ chị ha? Rồi. Please. Hai cái nữa. Please. Right. Shoulder blade. Right. And then we have tiếp mình có để chia ra, tách xa ra thì mình sẽ nói dùng từ nào chị? Project Protract. Protract your shoulder. Hoặc là mình còn từ nào nữa không? Mình có thể nào dùng những từ mà nó không có chuyên ngành đó chị, để cho người thường dễ shoulder. hiểu á. Nếu thế thì chị sẽ nói là tách xương bả vai thì chị sẽ có thể nói là kiểu như là kéo xa nhau ra Dạ ấy. đúng rồi, pull. Far. Nào, far là xa, còn mình nói là tách ra. Tách ra là split apart, hoặc là mình nói put apart cũng được, pull apart, kéo ra xa, pull apart. Pull cái gì Pull đó apart là tách mình xa. tháo ra hoặc là kéo ra xa. Đấy, Pull pull apart. shoulder apart. Kéo ra xa ha, pull your shoulder blades chứ ha, shoulders blade, shoulder blades apart, right, hoặc là separate hay là Blade. protract. Blade là gì em? Blade hả, là nó là lưỡi dao chị, nhưng mà shoulder blades á nó thành là cái xương bả vai nha, yeah. Giống như hai lưỡi kiếm vậy. Đấy. Right, so Blade. Nhất 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 thiết là phải đi shoulder blade à? vậy thì chị nói pull your shoulders apart cũng được. Đây nè, nhưng mà người ta có chữ place nè chị. Nào, pull your shoulder blades apart nè. Breathe out as, giống như mình nói là mình cũng nên dùng breathe in, breathe out. Còn nếu chị thích thì chị cứ inhale, exhale cũng được, không sao. Nhưng mà theo cái team bên Mỹ thì người ta kêu là thường dùng breathe in, breathe out, kiểu cho nó không có chuyên ngành á. Người bình thường người ta cũng hiểu. Rồi pull your shoulder blades apart nè. Hold, giữ ha, for 3 to 5 seconds, giữ 3 tới 5 giây. So thì mình sẽ là shoulder blade. Đấy. Đấy. Nó hay gọi là scapular nhưng mà mình gọi là shoulder blade cho mọi người cùng hiểu. Đấy, shoulder blade nè. Rồi. Next. Ok. And pull apart rồi đúng không? Vậy thì mình kéo kéo đây nào. Protect nè, hoặc là pull apart cũng như nhau. Rồi, kéo xương bả vai về phía nhau. Về phía nhau là gì chị? Kéo về phía nhau ấy hả? Together. À, mình có yêu lẫn nhau là gì? Pull. Mình sẽ không nói là love together đúng không? Mà là love each other. Yêu nhau nè.
each other. Right. Love Dạ each dạ other là yêu nhau. Vậy thì kéo gần về phía nhau thì mình nói sao? Pull your shoulder blades near each Yeah. Đấy. Near each other. other. Gần nhau. Gần. Close each Nếu mà close thì phải close to each other. other. Còn không, mình dùng Yeah. close to là đúng đó Close. chị. À, thì kiểu như thế này nè. Towards each other. Đấy. Towards. Hướng về phía nhau. À. Tại vì mình sẽ kéo hai cái. Nó hướng về phía nhau thì mình dùng To toward each other. pull your shoulder blades Yeah, towards each towards other. each other. Rồi. Pull your Your shoulder shoulder blades. blades towards each other. Again, please. To pull your shoulder blades toward each other. Yeah, right. Đấy. Hình như cái này rồi. Ok. Put your face forward. Này hình như mình rồi. Hai bàn tay hướng về phía nhau là gì chị? The palm Palms. toward each À, other. palms towards á, là nó hướng tới phía nhau vậy nè. Đấy, còn đối mặt nhau á, thì mình lại không dùng như vậy. À, Face. à đúng rồi. Rồi, vậy palms face. Palm face to Đúng rồi, each other. That's right. Đấy. Đấy, palms face each other. Rồi, mình có câu other. là đùi song song với sàn. Đùi song song với sàn. The tie À, parallel the floor to the floor. Rồi. Ties ha, size số nhiều hai đùi lận. Parallel đúng không? floor. To, nó là to nha, the floor. Rồi gì nữa chị? Parallel, yes. Rồi gì nữa? À, cánh tay song song với chân. Cánh tay song song với chân. Hello. Hello. Let's go, let's go. Alright, so mình có câu là breathing as you slowly bring your elbows behind your back. Câu này nghĩa gì chứ Hít vào. Rất chậm đưa hai khuỷu tay của mình ra phía sau lưng. Yes. Ok. Rồi, thế thôi. Em nghĩ cái bài này thì chỉ có tới đó thôi là xong rồi. And mình có cái câu là gọi là ở một vị trí cân bằng xương mu và hai bên gai chậu tạo thành một mặt phẳng tam giác. Trước hết thì mặt phẳng là từ nào á chị? Mặt phẳng á. Mặt phẳng thì chị hay dùng từ align. À, nó là chữ này hay phong chị? Lên à? Dạ. Yeah. Còn chữ ply của chị đọc thành sao? Nó viết như thế nào? Align chứ. Align. Align là Align align. nè hả? Thì nó không phải là mặt phẳng mà là nó thẳng Là đứng hàng. thẳng. Nó thẳng hàng. Nó align là như thế này nè. Đó, nó thẳng hàng. Khi nào mình nói mà mấy cái thứ đó nó thẳng hàng vô thì mình mới dùng chữ align. Ha? Còn không, ở đây ở trên một mặt phẳng thì mình sẽ dùng chữ plane. À, giống như chữ máy bay á, nó gọi là play in nha, play in. Blend. Yes. Rồi, Blend. Yes. so đây nè, mình thấy nè, ở đây mình có black triangle anti gravity spy plane, nghĩa là máy bay mà Không trọng lượng. không trọng lực á, máy bay mà thám điệp viên á không trọng lực á, chống trọng lực á, thì cái play in này là mặt phẳng nha. Rồi, ở vị trí cân bằng xương mu là gì chị? Pew pew vậy đó. Mô À, pubis, ha? Hoặc là là pubic sờ nè. Rồi,
Còn Cubits, nếu nhưng mà yes. nếu mà xương mu không á thì mình sẽ gọi là pubic bone. Pubic bone, Yeah. yes, pubic bone. Yeah, pubic bone, bone. Rồi, next mình có xương mu và hai bên gai chậu tạo thành một mặt phẳng tam giác. Gai chậu là gì? Giờ gai chậu là ASIS. À, nếu nói vậy thì người thường không hiểu được đó chị. Như em là em bó tay đó, thì chị sẽ nói là ASIS là có phải là anterior spine không? Là phía trước Chị đúng không? phía Anterior thôi, trước. thôi thôi nói vậy bó tay thì mình phải nói là iliac spine nha. Dạ. Iliad à? Dạ, iliac spine đó là xương gai Gai chậu. chậu Dạ. à? Hai mặt. Iliad Dạ, hai bên của gai chậu là both sides of spine. hai hoặc là two sides of The iliac spine. size of the Dạ, còn iliac spine and pelvic and pelvic hoặc là pelvic bone. bone tạo thành Mid, make mid, make yes. thì make Make hoặc là create đi create. form đi đấy. Yes. Rồi tạo thành một Create mặt phẳng tam giác. tạo thành một mặt phẳng tam giác ha. Create triangle À, triangle hoặc là danh từ plane. nó thành tính từ thì sẽ thành là triangular plane. Triangular plane. Yes. Rồi, ở đây nó thành câu như thế này nè. In a balanced position, pubic and anterior, pubic, anterior and superior iliac spines create hoặc là form a triangle plane. Đấy. Balanced position, Yeah. pubis, anterior and Superior. superior. AS. Sorry, Superior. cái anterior là phía trước rồi, còn cái superior là gì? Chị Superior chưa. hả? Để em coi nha. Bữa có chị đó chị học thì chị kêu là anterior với lại superior iliac spines. Nghĩa là một cái là trước, một cái là sau sao? Đây nè. Posterior là Đây sao? nè nè à đây nè đây mình có nè anterior superior iliac spines AS đúng không, còn PS á, nó có ASIS. thể là posterior. Đúng rồi, ở phía sau. Thì cái này là anterior superior ilia. AS ES đúng không? ASES à ASIS là nó đó. Nó. Em gửi cho chị nhé. Dạ, ok. Anterior superior iliac spine. Đây. Anterior superior iliac spines form. From Yeah, a form a triangular plane. triangular. Hey, wait a minute. Anterior, superior. Không có cần thì không biết có cần phải phải không ta? Như là không phải. Không phải. Rồi. Triangular, triangular, Triangular. triangular, huh? Triangular. In a Triangular. balance position, pubis and Triangular. anterior superior iliac spines form a triangular plane. Triangular plane. Pubis, hay là Triangular. mình nên dùng pubic bone ta? Bone. À, xương mu, đúng không? Pubic bone. Rồi. Pubic bone, Rồi. Rồi, đọc giùm em ha. balanced position, pubic bone and anterior superior iliac spine from a triangular plane. Rồi, mình Triangular. có
From in a balanced position, position. Position. Position, Yeah. position. Yeah. Yes, Position. in the balance position. Interior thì dễ là đúng không? Còn cái này là superior. Superior. Su hay sub? À. Superior. Superior. Là super. Su Nè. Superior. Superior. Right. Lines, Superior. Yes. huh? Triangular. 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 Right. Yes. Triangular. Right. In a balance position, pubic bone and anterior superior iliac spines form a triangular plane. Again, please. In a balance, in a balance position, pubic bone and anterior superior iliac spines from a Try triangular you look. triangular yeah triangular plane. Dạ, nó sẽ nhấn ở én á chị. Triangular Chang plane. chân lane Yes. In a balance position, pubic bone and anterior superior iliac spines form a triangular plane. Triangular. Plane. Mm. Again, please. In a balance position, pubic bone and anterior superior iliac spines from a triangular plane. Yeah, triangular. 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 Yeah. Triangular Yeah, plane. 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 Yes. That's good. Plane. Right, thank you. Next. Right. Right. Next, mình có cái khi đó chúng ta sẽ đứng khi ta đứng mặt phẳng đó sẽ vuông góc với sàn nhà. Chữ vuông góc When là gì we chị? are standing, the plane is vuông góc à? Dạ. Vuông góc làm gì nhỉ? Nó dài lắm. Tự dưng lại quên mất rồi. Perpendicular. Lại là từ này à? Dạ. Chị nhớ. Vuông. Chị hay dùng chữ gì? Chị ít khi dùng cái cụm từ này lắm. Dạ, vậy chị dùng cái gì? Tức là chị sẽ nói khi đứng thì tức là mình sẽ không miêu tả cái cụm từ này đâu. Mày không nói cái câu này luôn. Đúng rồi, mình sẽ không nói câu này luôn. À. Dạ, nếu mà nếu nói thì mình cũng phải nói vậy thôi ha. We stand up plane will Perpendicular. be perpendicular. Perpendicular. Yes. À, nhấn ở đây. Perpendicular. Tại vì thường nó sẽ chỉ đếm 1 nha, 2 nha, 3, âm thứ 3 là mình nhấn vô đó. Đấy. Nên Perpendicular. perpendicular Dạ, nó chỉ áp dụng cho perpendicular những từ từ 3 với 4 âm trở lên thôi. Nhưng mà cũng phải tùy nữa nha. Đấy, có nhiều khi nó không có theo nguyên tắc đó. Perpendicular to the floor. Thế thôi. Nếu mình không học câu này thôi cũng được. Sao? Rồi. Next. Mình có Pilates, right? Pilates. Chính xác của nó là Pilates chị ha. Pilates. Dạ, những câu như bạn có thể nói chậm hơn chút không á thì mình sẽ nói sao chị? Can you speak slowly? Dạ, slowly, can you speak slowlier cũng được ha, hoặc là more slowly. Can you speak more slowly? Okay, that's right.
And then we have, thí dụ mình có pain là đau vậy thì á, cái neck hay là upper back, neck, upper back là gì chị? Upper back là phía lưng trên. Dạ. Rồi. Neck là cổ. Rồi. Cổ. Rồi. Làm đau và bị đau cũng là nó nha chị. Là Cái hurt. hot của Dạ. cái Rồi. So tell us where it hurts. Where it hurts. Nghĩa là còn nói cho chúng tôi biết là nó đau ở đâu. Đấy. So middle back, lower back. Này nào. Rồi. Next. We have dùng lưng trên cho tư thế này, không dùng lưng dưới, không phải lưng dưới. dùng lưng trên chứ tư thế này không phải lưng dưới á. Yeah. Use upper back for pose. Predisposed. Not use lower back. Not. Lower back. Not thôi, mình không cần phải not use đó chị. Not lower back. Not Yeah. lower back. Pose cũng được, movement cũng được chị ha. Yeah. Right. So use your upper back, not lower back. Đấy. Rồi. Thế thôi. Next, mình có đừng đặt áp lực lên cổ tay ở động tác này. Don't put áp lực lên cổ tay à? Yeah. Don't push gì nhỉ? Áp lực thì chị không nhớ. Dạ, áp lực là Pressure. pressure. Đấy. Stop putting pressure on yourself, nghĩa là ngừng đặt áp lực lên cơ thể, lên lên bản Pressure thân của là bạn. áp lực. Dạ. Đấy. So Don't stop à? Không phải don't mà stop trong à? trong trong Stop. không không ý nói là Don't. câu mẫu thôi. Rồi. Trong. Don't put pressure on your wrist. Wrist. Ok, sau so, mình có Wrist. chữ này là wrist đúng không? Anh cho lên cổ chứ, cổ chứ không phải cổ tay, sorry chị. Cổ. Cổ. Your In this neck. ở động tác này. Ở động tác này. Ở động tác này là in this pose đúng không? Hoặc là in this pose, in this movement cũng được. In this pose đi cho nó thân thiện ha. Rồi. Rồi. Pose. Put pressure on nha chị. Đọc là pressure. Pressure. Yeah. Sơ nặng đó. Pressure. 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 Okay. Don't put pressure on your neck in this pose. Don't put pressure on your neck in this pose. Rồi, pose. Rồi. Đấy. Thế thôi. Rồi. Vô. Tập trung vào việc giữ hông vai bạn ổn định. Focus on. Keep hip or shoulder stable. Ok, that's good. Nhưng mà ở đây on đúng không? Ví dụ như focus on breathing. Sao? Thì có nghĩa là gì chị? Tập trung vào hơi thở. Tập trung vào việc thở. Nha. Thì là keeping Yes. Tại vì nó là một giới focus từ. Nha. on keeping Yeah. focus on keeping Hips. your hip or shoulder stable. Rồi, ở đây mình có chữ focus, nó là ơ u o nên nó sẽ là Focus focus, focus. focus focus Yeah. on focus Và nói yes luôn focus on focus keeping your on keeping your hips hip. shoulders stable Hips. hip hips
hip, Hips. Hips. shoulder, Shoulder. shoulder. Yeah. Shoulder. Nó thêm S nữa Yes. đúng hả? Stable. Shoulders. Stable. Stable. Focus on keeping your hips, shoulders stable. Again, please. Focus on keeping your hips. Hips. Shoulders stable. Alright, that's good. Mình phải đọc là focus on keeping your hips. Focus on Ha, sờ nhẹ nhẹ thôi chị, hips. đừng rút lửa lại. Focus on. Son sắt á, son. Focus No, 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 no. on Chị bị rút lưỡi thành son rồi. Nó phải là son môi á. focus Son. Tì son lưỡi vô hàm răng dưới á. Focus on. focus Son. on Son. son Ok. focus Right. Focus on. on keeping yeah keeping your hips shoulders stable. Right. That's it. Đấy. Focus on breathing đấy chị ha. Nghĩa là giới từ thì mình sẽ còn cho góp in ha. Next, bạn thấy mỏi, mỏi cơ, căng cơ hay cơn đau ở đâu? Where do you feel gì đó? Where do you feel tired or tendon? Tension chứ. Muscle. Muscle Huh? tension. Muscle tension, yes. Where do you feel Rồi. Vậy nữa chị ha. Rồi, đó là mỏi cơ, căng cơ. Rồi, cơn đau. Đó. tension? Cơn đau thì mình có thể dùng pain The pain. or Đó là pain. The the pain. pain. The Đúng rồi. Nhưng mà đọc pain á, là nó thành cái bút đó nha. Pain and nha. Pain, No, 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 no. Pay and. pain, 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 No. pain, Âm ai nè. Pay and. pain, 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 pain. Yeah. Pain. pain, pain. Cái bút là pen chứ nhỉ? Cái bút là pen, pen. Còn cái nó sẽ là pain. Nè, cái nè. Pen, Pen. pen, Pen. chỉ nhầm với cái từ sơn mới là paint. À, cây sơn á ha, sơn á nó là paint. Nó cũng tờ, nó cũng an luôn nhưng mà nó là an tờ. So, Còn đây pain. là paint, Đó. paint, Rồi, ở đây paint, là paint, paint. Paint. còn kia là paint, Cái này có sao đọc vậy luôn á. paint, Pen. Đấy. So, mình thấy nè. Chữ này ha. Pen. 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 Pain. Rồi. Pain. 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 Paint. 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 Âm ai nè. Paint. 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 No, no, no. Không được là pen, pen. Là paint. 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 Đây. Cũng là pen nhưng mà một cái là pen có âm t một cái là không đúng không Nó em? là an chị, chứ không đọc luôn là pain mà là pain. Pain. Đấy, Paint. 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 Ok, paint. Paint. Đọc nhanh thí dụ như là it pains me to see you. Paint. Đấy. Đấy. Paint. It pains me. Chị phải tự đọc như vậy á. It pains me. À, pains. Đấy. Pains. Đấy. It pains me. Chị thấy bà này phân tích nào, thấy không? Pay and nè. Paint. 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 It pains me to see It pains me to see you. Pains need to see you. À, pains là nỗi đau, còn có nghĩa là làm đau nữa, nên it pains me. Có nghĩa là nó làm cho tôi đau ha. Đây nè. It pains me so much to see you. Đấy.
Nó cũng giống như it hurts me to see you. It breaks my heart to see you. It hurts me to see you. Khổ không? It hurts me every time I see you happy with someone else. Làm tôi đau lòng khi thấy em vui vẻ với người khác. Mình phải hạnh phúc vì người khác chứ đúng không chị? Anh vui vì em vui. Đúng không? Chứ tại sao lại anh thấy em vui anh không vui? Thế là không được. Rồi, xong. Anh thấy cái sự mệt mỏi người ta gọi là fatigue nha chị. Fatigue. Fatigue. Muscle fatigue hoặc là muscle tension á thì gọi là căng cơ. Mệt cơ là muscle fatigue. Đấy. Mệt cơ nè. Có luôn. Đấy. Đó, muscle fatigue nè. Muscle soreness có nghĩa là sự đau cơ nha. Muscle fatigue. Yeah, muscle fatigue. Fatigue. Tại vì fatigue muscle là cái sự fatigue. Mệt mỏi. Đấy. Muscle fatigue là mệt cơ. Fatigue. Còn muscle soreness á, là đau cơ. Còn căng cơ là gì chị? Tension. Tension. Ok. Đấy. Cái từ kia là cái exhaustive. À, exhaustive. Ha. Exhaustive có nghĩa là kiệt sức. Exhaustive. Kiệt sức. Soreness. Soreness. Sơ nhẹ thôi, đừng rút Shornis. Lưỡi. Soreness. Soreness. Chị bị rút lưỡi á. Soreness. Chị cứ tì cái lưỡi Shornis. Vô cái hàm răng dưới. Soreness. 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 Right, soreness. Soreness. Và nó cũng không phải là nis đâu chị. Soreness. 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 Right. Soreness. Soreness. Yes, soreness. Sore. Rồi end ra thì mình công lưỡi ha. Sore. 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 Yeah. Sore. Okay. Đau cơ nè. Đau cơ sẽ là muscle soreness. Muscle fatigue nè. Muscle. Rồi muscle. Muscle fatigue. Soreness. Muscle soreness. Đấy. Rắc rối ha. Rồi, ok. Yes. Lắm chị. Where do you feel the fatigue, muscle fatigue, muscle soreness, muscle tension, pain? Again, please. Where do you feel the fatigue, muscle fatigue, muscle soreness? Soreness, muscle tension, pain. Pain, okay. Pain. Soreness. Yes. Sore. No. Soreness. Đừng rút lưỡi. Để lưỡi ở dưới hàm răng dưới. Soreness. Yeah. Soreness. Thì răng của mình nó sẽ như vậy đúng không? Hàm răng dưới đây nè. Nó tì vô đây nè. Đấy. Sore. Sore. Nó cong lên R. Soreness. Yes. Okay. Right. Okay. Tiếp. À, bạn thấy cơ nào đang hoạt động? What do you feel? Cơ nào? Cơ nào? Cơ nào thì phải là what muscles? What muscle? Active. What muscle? What muscle do you feel? À đúng rồi đó. Đang hoạt động. What muscle do you feel activity? À no, activity là danh từ. Thì mình sẽ một á là active. Mình sẽ là active. À yeah, is active hoặc là is working. Working nè. What muscle do you feel working? Are working ha, tại vì working. Muscle nè. Yes. Đấy. Là so nhiều. Which muscles do you feel? Yes.
muscle do you feel are working? Yeah. Active. Are active ha, cái cũng được. Nhưng mà có điều á, muscles nó cũng chỉ là sờ nhẹ nhàng thôi. Muscle, Muscle. muscle, muscle, Tỳ răng, tỳ lưỡi do răng dưới. muscle, Muscles. muscles, Đúng rồi. muscle, muscles, muscles, Đúng rồi, đừng rút lưỡi lại. muscles. Which muscles do you feel are working? What weak muscle do you feel are working? Which? Which muscles do you feel are working? Right. Anna, sao why can't I feel the right muscles working? Sao tôi không thấy được là con này dịch sai chị? Can you really feel the right muscles working? Nghĩa là sao chị? Bạn có cảm thấy bạn có thể cảm thấy thực sự ở cái cơ đấy làm việc đúng không? À, bạn có thể cảm thấy là cái cơ nó đang làm việc không? Đấy. Đấy. Rồi, bây giờ tới động tác tiếp theo. And now, the next pose. Yeah. Right, next pose, right? Pilates, pose, đấy. Có nhiều tư thế gây kinh ngạc nhỉ. Rồi. Tập chăm Dạ thôi. suốt ngày ngồi dạy online thế này. Nhảy em nhảy, em có nhảy. Với bơi nữa. Em năm nay sorry năm nay em bao nhiêu Ok nghỉ chị. cái thời gian ngồi 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 dậy này khá nhiều Dạ. Yeah. đúng Em bơi không? đỡ lắm chị, đi bơi nó đỡ ghê lắm. Đúng rồi. Dạ, bây giờ đến động tác tiếp theo. À rồi, sao? Mình có now to the Yeah, next pose. pose. Yeah, now to the Yes, next pose. next Đấy, movement. đơn giản xúc tích Yes, thôi. Cái biệt đội bên Mỹ á, thì người ta nói đơn giản lắm, người ta không có dùng những từ chuyên ngành như là retract hay là spine hay là prone, người ta chỉ nói là lie on your back, lie on your stomach. Rồi, đó, kiểu vậy. Rồi, tiếp tục cố gắng, đừng từ bỏ. Cái này thì chị có thể nói, cái này có cái going, dạ, cái Keep going. doing, keep going. Rồi. Try Try hard. hard to, Try harder yeah, đi, cố gắng hơn nữa. try Try harder. hard. Mình Try try harder. harder. Try Try harder. harder. Ok. Try harder. Đừng từ bỏ. Give up. À, nói luôn give up. Give up. Don't give Yes. up. Don't give Dạ, mình có từ là hang in there, có nghĩa là cố gắng lên ha. Hang in there. up. Đấy. Dạ. Hang That's right. À, cố lên, nó bằng với in ở bên there. tiếng Hàn là fighting á, thì mình sẽ kêu là hang in there. Chứ thực tế thì fighting cũng không có nghĩa gì hết nha. Chị có Hang coi in there. phim Hàn đúng không? Hang in there. Hàn Quốc thì chùm là fighting, nhưng mà fighting nó không có nghĩa gì hết. À. Rồi. Hang in there. Bạn sẽ Yes. cảm thấy bụng đang mệt. You feel your belly is Rồi. Your stomach, your belly is tired, ha? tired. Một là chị đọc là you will, hai là chị đọc là You will. You Yeah. feel Your your belly belly đi. is tired. À, mệt. Rồi. You will feel your stomach tired. Yeah. You will feel your stomach tired. Yeah. Stomach. Cái này đọc ha. Stomach. Stomach. Storm make. Stomach. Stomach. Yeah. Stomach. Yeah. Stomach. Nhìn nó Yes. vậy thôi chứ nó đọc là ơ thành e nha. Nên mình có storm Stomach. và make. Stomach. Yeah. Stomach. Nó không cần your stomach is tired nó chỉ cần là you feel it tired thế Yeah. thôi. And bạn cảm thấy thế nào về buổi tập ngày hôm nay?
What do you feel this exercise today? À, what do you feel about What do you feel feel about the exercise today? à hoặc là the today's session hoặc là Practice practice today today. feel Okay. about gì ha feel about Feel about, yes. okay and What do you feel about? mình không nên nói câu này ha rồi cảm ơn rất là nhiều vì giúp đỡ tôi trong bữa tập Thank for help me in the session today. ok rồi mà hồi nãy mình nói giới từ thì mình cộng cho verb in hay verb thường gì Verb in. dạ thanks for listening nè đúng không vậy thì thanks for Thank for helping. yes Thank for helping yes me for this exercise today, yes indeed for session today. yeah helping me in today's session cũng được nhưng mà ở đây có lưu ý là thanks 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 Thanks. yeah Yes. người ta sẽ không đọc Thanks. là thờ đâu người ta đọc là tờ sẽ đọc là thanks Thanks. thanks Thanks. thanks Thanks. thanks Thanks. chị nghe tanh hay thanks Thanks. 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 No, 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 Thanks. no. Thanks. Đây. Thanks. Đây, để coi có ai nói gì không? Rồi, vô. Also, make sure that the tongue is out, otherwise you may be pronouncing it as an S, thanks, and that's also different. You want to stick the tongue out and release thanks, Đây. thanks. Then we Thanks. shift to S. Then we thanks, air, Thanks. thanks, air, Thanks. thanks. Yeah. Thanks. Yeah. Thanks. 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 Ừ. Thanks. Nó không phải A đâu chị, nó là E. Thanks. 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 Yeah. Nó đọc á, nó Thanks. gần gần giống chữ này luôn nè. Tank. Thanks. Tank. Thanks. Nó là nửa A, nửa E đúng Thanks. không? Cái lưỡi mà nó sẽ hơi bẹt. Thanks. Nó sẽ khác với A của trong father. Mà nó sẽ kiểu Thanks. thanks, thanks, thanks. Thanks. Tank. Yes. Thanks. Tank. Thanks. Rồi, hai chữ này nhìn rất là giống nhau nè. Thanks. Thanks. Đấy. Một cái là thank là sẽ tăng, còn một cái là thanks. Đáng lẽ mình phải đọc là thanks mới đúng chuẩn đúng không? Nhưng mà ra ngoài cuộc sống thì người ta sẽ đọc như vậy. Thanks. 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 Yeah, Thanks. 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 Nó Thanks. đọc thành tờ á chị. Thanks. 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 Nó thành như nè. Thanks. 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 Đây. Thanks. Rồi. Next. Thôi mấy con này mình cũng không cần phải nói đâu. Mất 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 tinh thần lắm. Rồi. Next. Cảm nhận khung sườn phồng lên. Cái này mình còn nhớ cái từ phồng lên xẹp xuống không? Quên rồi đấy. Phồng In lên xẹp xuống. inflate hay deflate? Phồng lên là deflate. No, cái gì mà nó đi là nó mất. Ví dụ như là decaffeine, detox á. Inflate. Yeah. Feel your ribcage inflate. Rồi. In là lên nè. Rồi. And này là xuống nè. Inflate. Yes. Rồi. So feel your rib cage. G, G, E là chờ ha. Rib cage. Ribcage. Inflate. Ribcage. Inflate. Okay. That's it. And đầu tiên hít vào bụng bạn phình lên, sau đó thở ra bụng bạn sập xuống, giữ 5 giây. Giữ ở đây 5 hơi thở. Breathe in, your belly inflate, and then breathe out, your belly keep the fire breath. Right. Hold there for 5 breaths. Breath thở nha, nó là e nè. Đấy. Breath, Breaths. breath, Yeah. breath, Yeah, yes, danh từ á. breath, Chị thấy nè,
Hold your breath nghĩa là gì? Hold your breath. Hold here for 5 breath. Yes. Giữ. Hold for đi, khỏi ở đây đi. Rồi. Hold for 5 breaths. Thở sờ. Mình quên mất từ hold, chính ra từ hold nó chính xác hơn là từ keep. Yeah, keep là giữ, còn hold là giữ nguyên để yên vị trí á. À. Right. So hold the breath. Nghĩa là nín thở. Hold the breath. Hold your breath. Này, gửi đi cho nó chắc cú. Rồi. So first inhale hoặc là breathing. Your belly inflates. Nhớ thêm sờ nha chị, tại vì nó là chủ ngữ số ít. Rồi. That's it. Ngoài ra thì mình có là cảm nhận như có một quả bóng trong khung sườn. Feel like there's a the bone there. Có feel này. Like yeah, feel like there are a bone on your rib cage. On hả chị? In your rib cage. Yeah, feel like there's a ball nha chị. Ball in your rib cage. Yeah, that's good. Cage. Okay. Cage. It feels like there's a ball in your rib cage. Feels like there's a ball in your rib cage. Ball. Rib cage. Ball. Ball. Yeah. Ball. I'm R and learn. Like a ball. Yes. The ball. In your rib cage. Next. Khi hít vào, cái này cũng y như hồi nãy ha. Inflate với deflate thôi, chứ không có gì hết. Yeah. Rồi. And next. Mình có thở ra, tưởng tượng mình đang thổ một cái ống hút. Chị có nói mấy câu này không? Cũng thỉnh thoảng. À, càng thở kéo dài thì cơ bụng càng được kích hoạt. Chị có nói câu này không? Em biết thôi ha. Thở sâu thôi. À. Thở sâu thôi chứ không phải thở kéo dài. À, thở sâu ha. Deeply, yeah. Deeply, when you exhale or breathe out deeply, your belly muscle is activated. Yeah, it's more activated. Được kích hoạt. Activated. Yes. Được kích hoạt. Rồi. Rồi, phải được. And cảm nhận hông mình ổn định. Feel your hips is stable. À, không cần is nữa, chỉ cần feel your hips stable thôi. Feel your hips stable. Okay. And những cái này học rồi sao nhỉ? Yeah. Nó bị giống mấy câu trên đó. Chứ mấy cái này là mới nhưng mà nó bị giống mấy câu trên, bị có cái chữ stable á. Còn khi nào chị nói đổi qua đổi bên á thì chị sẽ nói là switch sides. Nha. Chị hay nói là cái gì nhỉ? Không, chị không nói switch sides mà chị nói là change side hoặc là change cũng được. Không, một từ gì rất hay dùng. Turn, a reverse. Reverse. Không, à. A reverse. Yes. Reverse là ngược lại hả? Yeah. Okay. Ngược lại. Reverse. Ngược lại. Reverse. 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 Yeah. Reverse. Yeah. Nghe chữ R đó mình cong lưỡi ha. Reverse. Reverse. Sờ cái. Reverse. Okay. Alright, next. Do the opposite hoặc là reverse ha. Như chị nói đó, đảo ngược, làm ngược lại. Rồi. Đấy. Còn lỡ kẹt quá thì do the opposite. Thế thôi. Rồi. Hít thở sâu nè. Ha. Và đều đặn nè. Ha. So, thí dụ như ở đây là breathing nè. For a second, hold. Breathe out and hold. Ha. Right. Next, hít sâu và đều đặn.
Breathe deeply and regularly. 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 Nhưng mình sẽ regularly. Hai dấu huyền. Regularly. Reg nè. Gil nè. Regularly. Lì. Regularly. Ok. Regularly. 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 Breathe deeply and regularly. Breathe deeply and regularly. Next. À, đừng nín thở. Hết kêu người ta nín rồi, bây giờ thì kêu đừng nín. Rồi. Don't hold your breath. Yes, thở ra chị ha. Don't hold your breath. Don't hold your breath. Breath. Hết kêu nín rồi đó kêu thở. Next. À, à, chân rộng bằng hông. Bạn hãy di chuyển xuống dưới máy. Hôm nay mình sẽ tập với máy với reformer. Chân rộng bằng hông. Your leg is open level the hips. À, chân rộng bằng hông hả, thì mình sẽ nói là hips, hips wide, hips rồi chân legs hip wide, hips wide, vậy rồi chân rộng bằng hông, legs chuyển xuống dưới máy, legs wide, yeah, legs mở chân rộng bằng hông, mình có cái chữ là hip wide á. Đây là hip width apart nè. Feet. Đấy. Feet hip width apart. Please move down the machine. Today I will practice apart with reformer. Yeah. Right. Hips, feet hip width apart. Please move to the machine hip. Today we will practice with a chuma. What's it? Reformer. Okay. Đấy. Feet hip. Foot, feet, right. With nha chị. Feet, hips. With. 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 With a part. Yeah. With the part. Rồi mình nói luôn cho nó khỏe. With the part. With the part. With the part. Feet, hip, with the part. Yeah. Right. Right. Feet, hip, with her part. Yes. Hip with or fist with her part. Ở đây có nghĩa là ý người ta nói là rộng bằng hông hay là rộng bằng cái nắm tay, fist là cái nắm tay. Đấy. Rồi. Rồi. Anna. Anna. Anna, stand with your feet hip width apart. Yeah. Right. Okay. Vậy thì mình thêm cái chữ stand cũng được. Nhưng mà nó hơi dài. Nó ngắn gọn là fit hip width apart là được. Rồi. Next. Hai gai chọc và xương mu tạo thành một mặt phẳng, cái này rồi đúng không chị? Chị còn nhớ cái này không? Nhớ. Hai gai chọc là gì ta? Cái gai chọc là cái LIS.
AS, ASIS, iliac và không AS là anterior superior superior iliac spine, anterior superior iliac spine, yeah, iliac, 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 yes, iliac, iliac, yeah, tại iliac. Vì I N L là I E U L, yeah, iliac, iliac, anterior yes. superior iliac spine, anterior, spine. And pubic bone, yeah. Anterior, anterior, anterior superior, superior, iliac, 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 spines, 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 spines. Okay. Anterior. Anterior, anterior, superior, 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 yes, superior, iliac, 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 spine, spines, spines, spine, yes, spines. Ủa là mồm. Right. So, iliac spines and the pelvic bone form a plan, hai gai chậu. Đây mình nói tới hai gai chậu thôi chứ mình chưa nói hai gai chậu trước trên vậy ha. Đây là trước, đây là trên nè. Đấy. Iliac, iliac spines. Mấy chị nói tới iliac spines and pelvic bone form a plan. Yes. Form a plan. Form a plane. Okay. The iliac spines and the pubic bone form a plane. The iliac spines and the pubic bone form a plane. 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 Form, plain form, form from a from a plain. Okay, that's good. Plain. Okay, yes. Right. And mặt phẳng này vuông góc mặt đứng. Ở này giống người ta, giống kia với ta thôi này. Hồi nãy chị còn nhớ cái vuông góc là gì không? Purple gì đó. Cái purple D cái là gì đây? À, perpendicular. Perpendicular. À. Yeah. Perpendicular. Perpendicular. Yeah. Perpendicular. Những ở đích perpendicular. Perpendicular. Không, perpendicular chứ mới đúng ta. Perpendicular. Perpendicular. Yeah, yeah. Perpendicular. 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 Killer. 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 Kill. Yes. Perpendicular. Q L perpendicular. Perpendicular. No, không phải Q L mà Q L. Perpendicular. Q L. Q. U. Yeah. Perpendicular. Q L. Yeah. Q L. Perpendicular. 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 Q, huh? Giống huyền. Rồi. And song song với mặt đất khi chúng ta nằm.
Which floor when we lie on? When we lie down chứ. Lie down, Lie on là nằm trên cái gì đó rồi. Nhưng mà ý như yes. là mình phải Lie parallel. Parallel á thì phải down. tu nha. Parallel. To the ground. Parallel to the Ground hay là ground. floor gì cũng được. Huh? Ground là mặt đất, còn floor là Parallel to sàn. the ground when we lie on. Lie down. Okay. Ground, ground, ground. Thank Okay, that's it. Thank you very much. See you Wednesday. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday. See you on Wednesday. Wednesday. See you on See you Wednesday. on Wednesday. Nghe như đọc tiếng Anh như tiếng Mỹ. Wednesday. Okay, Okay. thank you. Bye See chị. you. Thank you. Bye em.